rất là tiếc. Một người thứ nhất là hát hay, làm vui cho mọi người. Thứ hai là được biết là cái tấm lòng rất là tốt, rất là hiếu thảo, muốn giúp đỡ người khác. Nói chung là khen thì là tuyệt vời. Có thì mình xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì trong chiều hôm nay thì mình có cái ghé lại nhà của ca sĩ Phi Nhung. Cái điều đầu tiên là mình khó cũng như là muốn chia sẻ cái nỗi niềm đến chị. Và cái thứ hai là mình muốn quay lại lễ viếng của chị để cho mọi người có thể theo dõi được. Đây là căn nhà của chị ở trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Và các bạn có thể thấy là phía trước nhà của chị là có rất là nhiều vòng hoa của nghệ sĩ Đinh Viễn. Trong đó là có, mình có đọc được là có vòng hoa của ca sĩ Nhạc Kim Anh cùng với rất nhiều nghệ sĩ khác đã đến đây và thắp nhang cho chị lần cuối. Đây là căn nhà của chị xây được cách đây khoảng căn nhà của chị mua một năm, và trước đó thì thầy cốt của chị được cầu siêu tại chùa Giác Ngộ do thầy Thích Nhật Từ cầu siêu, và đến hôm nay thì chắc là thầy cốt của chị cũng đã được đưa về tại nhà để cho tất cả các nghệ sĩ cũng như là người dân cũng như là người hâm mộ đến viếng và thắp cho chị nén nhang lần cuối. Thật sự sự mất đi của ca sĩ Phi Nhung đó là một điều tiếc nuối, cũng là buồn đối với tất cả người dân Việt Nam cũng như là người hâm mộ ở trong nước và ngoài nước. Đó thì có rất là đông người đang ở nhà của ca sĩ Phi Nhung. Cái thứ nhất là người đến viếng, và cái thứ hai là những người dân ở xung quanh cũng ghé đến nhà của chị và thắp nhang cho chị. Lễ tang cũng diễn ra một cách trang nghiêm nhé các bạn. Các bạn thấy không? Đây. Và tất cả các con nuôi của chị chiều nay cũng về trước căn nhà của chị và về tại căn nhà của chị cũng như là thắp nhang làm cho buổi kính lễ viếng trở nên trang nghiêm và trang trọng hơn. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi này. Đó, đó. Đây là cổng chính của nhà ca sĩ Phi Nhung nha. Nhà của ca sĩ Phi Nhung là nằm trên đường Chu Văn An của Bình Thạnh nha các bạn. Tuổi thơ của ca sĩ Phi Nhung rất là khổ cực nha. Chị sinh ra trong một cái ngôi chùa, và lên năm 10 tuổi thì chị một côi mẹ. Một mình chị phải làm đủ thứ nghề để nuôi năm em của mình cùng mẹ khách cha. Thì cuộc đời của Phi Nhung mới đẻ sang một cái trang khác khi chị được người quen của Lãnh Sơn Mỹ, và chị bắt đầu con đường ca hát từ đó. Trong thời gian mà ở Việt Nam thì chị có nhận nuôi rất là nhiều em nhỏ. Theo chia sẻ của chị là chị rất thấu hiểu và thông cảm về nỗi đau mất cha mất mẹ, nên chị đã nhận nuôi nhiều em cũng như là chia sẻ về tình thương mất mát đối với các em. Và đặc biệt là chị có cư mang một em ca sĩ nhí rất là nổi tiếng, đó là ca sĩ Hồ Văn Cường. Chiều hôm nay thì Sài Gòn mưa lê rai các bạn, không khí rất là se lạnh. Ngay lúc bây giờ thì cũng đã trời cũng đã gần tối rồi các bạn, và theo mình thấy thì cũng có một số nghệ sĩ ngay lúc bây giờ đến để thắp nhang cho ca sĩ Phi Nhung, thắp nhang cho chị lần cuối.
trong thời gian gần đây thì người hâm mộ của Việt Nam cũng như là những người mà yêu mến các nghệ sĩ thì liên tục đón nhận những tin không vui. Đó là trước đó thì có nghệ sĩ Chí Tài cũng đã qua đời, không may do đột quỵ tại chung cư. Và đến hôm nay thì ca sĩ Phi Nhung, chị không may mắc Covid khi đi làm thiện nguyện. Và sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thì chị đã trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của chị là niềm tiếc thương vô bờ đối với người hâm mộ Việt Nam. Và riêng bản thân của mình khó cũng rất là đau xót khi hay tin chị về cõi vĩnh hằng. Đây, và khi chị mất thì các con của chị cũng đã tập trung về căn nhà trên đường Chu Văn An để chia sẻ nỗi đau mất mát cùng người thân. Hoa, theo một quan sát thì hoa được được để là từ ngoài đường dẫn vào tới trong căn nhà. Ngày hôm qua thì mình cũng có biết được tin là ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng đến thắp nhang nghệ sĩ lần cuối. Biết là Phi Nhung ở đây lâu chưa chú? Ở đây lâu rồi nhưng mà chú đi qua đây hoài nhưng cũng mới biết chính xác. Dạ. Yeah. Và chú có hay nghe nhạc của Phi Nhung không? Chú hay nghe. Dạ. Yeah. Và khi mà hay tin một người nghệ sĩ mà như vậy mà mất đi ấy, thì trong lòng chú cũng thấy như thế nào? Thấy rất là tiếc. Một người thứ nhất là hát hay, làm vui cho mọi người. Yeah. Thứ hai là được biết là cái tấm lòng rất là tốt, rất là hiếu thảo, muốn giúp đỡ người khác. Dạ. Nói chung là khen thì là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Theo ý chú là thấy con người này rất là đáng tiếc, mất đi lúc này rất là tiếc. Dạ. Khi mà mất đi như vậy thì chú có biết vì sao mà chỉ bị mắc Covid như vậy không? Vì sao thì không biết, tại dạ. Vì không có gặp được. Dạ. Là chú có khi nào mà gặp chỉ ở ngoài đời ngoài này chưa? Thỉnh thoảng thấy đi đường thôi, còn không có thỉnh thoảng thấy đi giao lưu, chứ không có thân thiết gì. Dạ. Anh có hay gặp ca sĩ Phi Nhung không anh? Anh khi mà hay tin ca sĩ Phi Nhung mất đi thì anh cảm thấy như thế nào anh? Chung là cũng khổ đại, cũng buồn. Cũng làm từ thiện nhiều lắm, từ đầu mùa dịch tới giờ là trong cái hẻm này nè. Dạ. Chỉ hay phát gạo cho người ta đó. Ờ, là phát nhiều lắm à? Đúng rồi, trong cái khu này là chỉ hay phát hoài. Yeah. Em nghe nói là chỉ còn làm từ thiện ở nhiều nơi khác nữa hả? Đúng. Nhiều hết, rất là nhiều. Khu này ai cũng thích. Đúng rồi, chỉ sống hòa đồng. Chỉ là về đây lâu chưa? Cái căn nhà cái bên kia là mới mua một năm đó. Năm nay là đúng một năm là mới mất. Cái căn nhà mới mua thêm một căn. Dạ. Là mới mua thêm một căn, là căn mới đó, là bên đó. Em nghe nói là chỉ có nuôi mấy đứa nhỏ là ở luôn đây là sao đó? Mình không biết. Tại cái này mình không ít thấy gặp mấy đứa nhỏ ở đây đó. Dạ. Nuôi chắc để ở đâu đó. Ở đây thì có vài đứa. Dạ. Ở đây như là công ty của chị thôi. Dạ. Chỉ là thường ngày là chỉ có hay về đây ở không nha? Ít thấy. Dạ. Chỉ có mẹ ngồi con chừng hay ra đây mua đâu. Dạ. Mới đi mua đâu rồi tránh gần đây. Là chắc chỉ còn ít ở đây, lâu lâu chỉ mới ghé vậy thôi. Trong đợt dịch vừa rồi thì anh có gặp chị Phi Nhung lần nào không? Có hay phát đồ bên đây thôi, mình không có qua. Là thấy phát đồ trước cửa nhà à? Khi mà nghe mắt đi cũng buồn, cũng xót xa nè. Trước ngày mắt người ta mấy cái người giống như em ở đây người ta quay phim nhiều lắm.
có mấy người lại là đuổi ở đâu chờ. À, sáng là có mấy người quay phim lại đó, quay phim mà người ta họ đuổi à. Đông không anh? À, sáng 4-5 người. Rồi anh thấy sáng là như là nghệ sĩ rồi đến viếng cũng nhiều anh à. Không để ý, tại mình ở đây mình bán hàng không để ý. À. Chị có nào qua đây mua rau của anh không? Có. À. Thì qua tiếp xúc thì anh trò chuyện với chị thì thấy như thế nào anh? Mình không có gặp nhiều, nói chung mà cô chị đó cũng được mà. À. Anh có nghe nhạc của phim không? Chỉ là em nghe nói là chỉ là đi làm từ thiện á, xong đó mà chỉ chưa có tiêm vaccine Covid-19, thành thử là khi mà mắc Covid-19 thì chỉ mới trở nặng á và qua đời ở bệnh viện Chợ Rẫy. Những ngày trước thì có cầu siêu chỉ ở trong chùa á, nhưng mà chắc hôm nay thì đã đưa hài cốt của chỉ về đây để cho mọi người đến viếng rồi đó. Anh thấy qua nay thì có nhiều người đến không? Đông mà. Ờ, đông. Để tối là thời hôm qua, tối hôm qua là đông lắm. Tối hôm qua đông ngạt luôn à? Ờ. Chắc tối hôm nay chắc nhiều nghệ sĩ cũng đến nữa. Mình không biết rồi. Ờ. Cảm ơn anh. Mình sẽ quay một đoạn tập tẩm trước một nhà của nữ ca sĩ Phi Nhung nha. Cho các bạn xem. Phi Nhung thì có một người con gái tên là Quang Yên Phạm. Chị con gái này là đang sinh năm 1992 và đang ở Mỹ, và do tình hình dịch bệnh thì con gái không thể về chị tang mẹ ở Việt Nam, và người con chỉ biết làm lễ, người con chỉ phải làm lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung ở tại đất Mỹ. À, cuộc đời này thật là vô thường các bạn ạ. Có sinh ra và có mất đi. Và con người thì ai cũng một lần phải chết. Tuy nhiên, sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung khi tuổi đời còn trẻ, đó là niềm mất mát và đau đớn. Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam xin vĩnh biệt chị. Mong chị ra đi thanh thản. Tiếng hát và nụ cười của chị vẫn sẽ mãi ở trong lòng của người hâm mộ ở trong và ngoài nước. Một lần nữa, Mười Khó TV xin cúi đầu tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung.